Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây là chiếc Hyundai Tucson phiên bản máy dầu đặc biệt màu đỏ đô. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật đến quý anh chị chính sách giá của Tucson vừa được nhà máy giảm giá niêm yết cực mạnh. Như chiếc Tucson dầu này được giảm cao nhất đó là 191 triệu với cái giá niêm yết lúc chưa giảm là khoảng 1 tỷ 060, thì khi mà giảm rồi thì chiếc xe này đang được chào bán mức giá là 869 triệu. Thì hiện tại phía đại lý Hyundai Bắc Ninh bên em thì cũng đang có chính sách giảm thêm cho quý khách hàng là từ 10 đến 20 triệu và tặng cho quý khách hàng đó là một bộ phim cách nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng cho quý khách hàng. Và đồng thời bên em có hỗ trợ cho khách hàng chính sách mua trả góp chỉ với là 20% giá trị xe cộng tiền thuế, tiền đăng ký đăng kiểm, thì đâu đó khoảng 240 triệu thì quý khách hàng đã có thể lăn bánh được chiếc Tucson này rồi, 235 đến 240 triệu. Và thời gian vay tối đa cho quý khách hàng đó là 8 năm và phần trăm vay tối đa là 80% giá trị xe. Lãi suất năm đầu tiên thì rơi vào khoảng là 0.6 đến 0.7, còn từ năm thứ hai đi thì đâu đó rơi vào khoảng là 0.9 phần trăm trên một tháng. Chiếc Tucson thì bản tiêu chuẩn thì bên em đang có một cái mức giá cũng được giảm là từ 845 đến 769 triệu, là giảm 76 triệu. Tucson sang đặc biệt giảm 116 triệu, là từ 955 xuống còn 839. Tucson 1.6 turbo thì giảm 156 triệu, là từ 1055 xuống còn 899. Bản tiêu chuẩn thì lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh thì đâu đó rơi vào khoảng là 815 triệu. Bản Tucson xăng đặc biệt thì lăn bánh đâu đó rơi khoảng 890 triệu. Và bản Tucson dầu này thì lăn bánh ở thị trường Bắc Ninh đâu đó rơi vào khoảng 915 triệu. Và bản Tucson 1.6 turbo lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh thì đâu đó rơi vào khoảng 960 triệu. Ở những cái công nghệ nổi bật trên Tucson thì trên phiên bản dầu này nhé, thì có thể kể đến là Tucson dầu là một chiếc xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao nhiên liệu. Đây em sẽ quay cái mức tiêu hao nhiên liệu cho anh chị. Với mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ tốt, với đường cao tốc thì nó rơi vào khoảng 5,4 lít trên 100 cây, đường kết hợp thì khoảng 6,3 lít và đường trong đô thị thì chỉ là 7,7 lít thôi. Đấy, một chiếc xe anh chị có thể dùng để chạy đường dài hàng ngày, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Và những cái công nghệ nổi bật của xe như là hệ thống đèn full LED, rồi các công nghệ có 4 cảm biến và có camera 360 độ phía trước hỗ trợ lùi và đỗ xe và di chuyển trên những cung đường chật chội đường phố. Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, đây là radar, thì giúp giữ khoảng cách so với xe phía trước và chủ động phanh khi mà các phương tiện phía trước giảm tốc độ. Phần la răng của xe thì bản đặc biệt này được trang bị với kích thước la răng đó là 18 inch, bản turbo thì là 19 inch, còn bản xăng tiêu chuẩn chỉ là 17 inch. Trên chiếc gương chậu ngoài này tích hợp đó là xi nhan, đèn xi nhan dạng LED, rồi camera 360 độ, các công nghệ như là hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương và tích hợp chỉnh điện và gập điện. Tay nắm cửa thì được thiết kế tinh tế, góc cạnh thể thao cùng màu thân xe. Cùng đến với phần đuôi xe thì Tucson được trang bị với hệ thống đèn hậu liền mạch hình vuốt nanh hổ, cực kỳ là thể thao và cá tính, thì giúp chiếc xe trông khỏe khoắn và thể thao hơn và tạo cho Tucson một cái cách thiết kế trẻ trung và năng động. Hệ thống cảm biến lùi của xe thì cũng được trang bị 4 cảm biến lùi và hệ thống cam 360 độ. Logo thì được đặt ẩn trong kính thì tránh trường hợp là logo tặc có thể là lấy mất logo của quý anh chị. Cốp xe thì được tích hợp đó là cốp điện và
chống hệ thống cốp điện thông minh nhớ vị trí và chống kẹt khi mà có chướng ngại vật. Đó. Hệ thống cốp chống kẹt hoạt động rất là tốt và tin cậy. Khoang nội thất, em xin lỗi, khoang hành lý của Tucson thì được trang bị rất là rộng, thì giúp cho anh chị có thể là mang được nhiều hành lý kèm theo những cái cổng sạc tiện lợi 12V 180W, công suất tương đối là lớn. Hệ thống loa bâu cũng được tích hợp ở phía sau cốp này. Thì với một chiếc cốp rộng như vậy và một cái băng ghế ở người thứ hai có thể gập phẳng được, thì hoàn toàn anh chị có thể dùng được rất là nhiều vào mục đích như giải trí cũng như là đi chơi gốp, thì hoàn toàn để được những cái bộ gốp gồng kênh. Và phần nội thất thì Tucson được trang bị với tông màu nội thất chủ đạo là màu đen, và có những cái đường mạ bạc cũng như mạ chrome rất là sáng. Trần thì trang bị là màu xám trắng, thì giúp cho chiếc xe có một cái thiết kế hài hòa, sang trọng và đầy tính thể thao và tinh tế. Ghế phụ của phiên bản đặc biệt được chỉnh điện, và bản tiêu chuẩn thì hệ thống ghế lái chỉ được mỗi hệ thống ghế lái chỉnh điện thôi, còn trên phiên bản đặc biệt thì cả hai hàng ghế, ghế lái và ghế phụ đều được chỉnh điện. Trên phiên bản máy dầu thì và phiên bản xăng turbo thì nút bấm được tích hợp ở cần số dạng nút bấm, còn phiên bản xăng đặc biệt và xăng tiêu chuẩn thì cần số của Tucson nó là dạng cần số cầm tay. Vâng, trên chiếc vô lăng bọc da này thì sẽ có những cái công nghệ tích hợp như là hỗ trợ giữ làn đường này, hỗ trợ giữ khoảng cách, và có công nghệ đèn tự động, gạt mưa tự động, màn hình đa thông tin sau vô lăng, kích thước là 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm cũng có kích thước 10,25 inch, dạng full digital, cực kỳ là sắc nét và cho cái hiển thị rõ ràng. Các cái phím bấm như là hệ thống điều hòa và những cái tăng giảm âm lượng và hệ thống quạt gió cũng như là lấy gió trong lấy gió ngoài đây đều được tích hợp bằng cảm ứng. Ở xe thì được trang bị hệ thống điều hòa hai vùng độc lập và có lọc không khí ion, giúp chiếc xe có một cái không gian rất là trong lành và bảo vệ sức khỏe cho chủ xe. Hệ thống sạc không dây cũng được trang bị và cũng có hệ thống đèn nội thất rất là tinh tế. Ở trên hàng ghế thứ nhất này, hàng ghế phụ và ghế lái thì được tích hợp thông gió làm mát và sưởi ấm, có hỗ trợ đồ đeo và có sấy vô lăng cũng như là bật tắt camera 360 độ. Phiên bản màu trầm sau turbo thì được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Cùng đến với hàng ghế thứ hai thì Tucson được trang bị với các thiết kế hàng ghế thứ hai rất là rộng. Đó, rất là rộng rãi và có độ ngả lưng ghế tốt, có thích hợp cửa gió điều hòa hàng ghế sau và sạc pin, cổng USB giúp cho chiếc xe hỗ trợ cho người ở ghế sau tính năng giải trí cũng như là làm việc. Quý anh chị vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình để biết thêm thông tin về giá cũng như là chính sách khuyến mại có thể thay đổi theo thời gian. Thì em xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.